Bước qua đây, vòng qua đây. Đường đi đến tình yêu nó phải găm go vậy đó. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. Dạ, em chào anh ạ. Em chào chị Cát Tường và quý khán giả trường quay. Dạ, em tên là Lê Thị Mỹ Linh. Năm nay em 40 tuổi. Em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm công việc là công ty bia. À, uống lần được mấy lon, mấy dạ, chai? Em lần em muốn chừng được 2 chai vậy. Vậy hay sao làm bia mà uống ít vậy? Tại vì nói chung là trong công việc á, thì không phải là nguyên tắc quy định công ty là không được uống bia trong giờ làm việc. Mình đang ở đâu, quận mấy? Dạ, em đang ở quận Tân Phú à. Quận Tân Phú. Rồi, rồi chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia, chào quý vị trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Tình, năm nay 39 tuổi, hiện đang ở đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Làm công việc gì? Hiện tại thì em đang mở quán trà sữa bán tại... Trà sữa? Giờ quán trà sữa mình nhập bia và bán luôn được không? Chỉ có nhập bia chứ mở quán nhậu mới nhập được chị. Hả? Bán trà sữa ở đâu em? Ở gần nhà trên Củ Chi luôn chị. Củ Chi? Bán cạch trà sữa lâu không? Lâu chưa? Đầu năm nay. Mới bán đầu năm nay? Vậy trước đó thì làm công việc gì? Trước đó thì em đi làm công ty. À, về cái gì? Về bên tài xế rồi. À, rồi sao tự nhiên đang đi làm công ty chuyển qua bán trà sữa, bán trà sữa lời hơn hả? Đi làm tài xế thì cực với vất vả nhiều. Tài xế đường dài hay là tài xế trong thành phố? Vòng vòng Sài Gòn nó đi lâu lâu mới đi tỉnh thôi chị. Rồi quán trà sữa mình có món gì đặc sản không? Đặc biệt không? Thì có món chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan? Wow! Mai mốt chăm sóc bạn gái mỗi ngày 1 ly cho bạn ấy dưỡng nhan nha, được không? Chà. Được chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn rồi vui vẻ hòa đồng với anh em bạn bè. Điểm yếu của em thì đôi lúc thì hay nóng tính, rồi cọc cằn thì nóng tính lên thì hay nói trong lúc đó xong thì thôi không có để bụng. Thế còn em sao bù so dạ, vậy trời? Điểm mạnh điểm yếu vui lên coi. Em là hòa đồng vui vẻ hoạt bát. Em thích nhất là nấu ăn, với lại chăm sóc gia đình. Em thích là sở thích em là hay ca hát. Giờ đây em hát xem một bài em tặng chị Cát Tường và anh bên kia quý khán giả trường quay. Rồi, vỗ tay cho bạn gái đi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình đậm đà là những tình đơn sơ, quê tôi vinh đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê say xưa bóng thiết tha. Những tình mẹ xa dạ. Quên lời. Đang hát ngon lành, đang phiêu quá trời luôn à. Nhưng mà chất giọng nó ngọt ngào phải không? Dạ. Em xin giới thiệu điểm yếu của em là em hơi nóng tính đó. Và hơi ghen, bị ghen hơi bị nhiều. Trời ơi, ghê vậy. Lại tính em là hay la và ăn thì nói chung là cũng hơi nhiều. Dạ. Mà cái mức độ em ghen nó có ghê gớm không? Ví dụ cái lần mà em ghen ghê gớm nhất là em làm gì? Em ghen như thế nào? Dạ, em ghen là em chỉ có giận thôi à. Em sao giận la ghen dữ lắm? Thì em ghen dữ lắm, em giận em la lên vậy đó, rồi thứ hồi là thôi hết. Vậy hả? Dạ. Mà trong tình trường trước đây là em có khi nào em bắt tại trận người yêu em gì chưa? Em chưa bắt tại trận gì mà chỉ có bắt qua điện thoại và em thấy là hiện tại là chụp hình chung với một người phụ nữ khác. Rồi em xử trí thì sao? Thì em nói thôi giờ anh đừng anh đi, em đi rồi, nói chung là tới đây là thôi, chấm dứt rồi. Thấy qua hình thôi là chia tay luôn vậy đó hả? Rồi em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình. Mối tình đó như thế nào, được bao lâu? Thì mối tình em quen là gần một năm. Rồi lý do sao chia tay mới được chứ? Thì tại vì nói chung là em ảnh có giải thích mà em không nghe. Em nói là thôi bây giờ là anh cảm thấy mà anh có một người phụ nữ khác thì thôi, đường anh đi, đường em đi luôn. Đó là mạnh ai nó đi. Nhưng mà hai người là đã quen cái mức độ như thế nào mà chị ghen dữ vậy? Mình đã tính tới hôn nhân chưa? Dạ thì em thấy như vậy thôi, em không tính tới hôn nhân nữa. Em cũng thật sự là em đã từng kết hôn một lần và đã ly hôn một lần. Là người đó hay là người khác nữa? Dạ là người đầu tiên của em. Hiện tại bây giờ em có một bé gái hiện tại đang sống với em và ba mẹ của em. Con em thì năm nay học được lớp 10, 16 tuổi. 16 tuổi rồi, vậy là dạ, con lớn là nhờ được em. Rồi ha. Dạ. Bao nhiêu lâu sau thì mới quen với cái người sau? Khi mà chia tay là cái... Em chia tay là ông xã em được là 3 năm. Ông xã em hồi đó là em ở được bao nhiêu năm? Em ở thời gian là được 7 năm. 7 năm thì tại sao chia tay? Tại vì nói chung thì đầu tiên thì ảnh cũng rất là thật thà vì đã nghe lời gọi là quyến rũ của bạn bè.
Rồi sau anh về anh nói dối với em thế này nọ kia, thì anh đã có một người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng lại là chuyện ghen tuông nữa. Dạ. Rồi cuối cùng thì em đã hết sức gọi là cố gắng mà để mà hàn gắn lại. Thì anh ta một hai nằng nằng là em phải ký đơn để mà gọi là ly hôn. Anh nói là không còn hợp với nhau nữa, thì bây giờ tốt nhất là nên ly hôn với nhau. Coi như là người chồng cũ đó là quyết ly chia tay ly hôn với mình. Dạ. Còn cái mối tình thứ hai là mình chủ động chia tay khi mình thấy nó không hợp. Em chia tay, không hợp với nhau là chia tay luôn. Cũng không có may mắn lắm, người gặp người hay ghen mà tại loạn dính toàn mấy chuyện nên ghen tuông không à. Rồi, còn bên đây tình trường của em như thế nào? Dạ, tình trường của em thì đã từng ly hôn, đây hơn 8 năm rồi chị. Thấy cũng trong 8 năm qua cũng có quen hai người, nhưng mà một người thì thời gian chỉ được mấy tháng, nhưng mà người ta quen nhận quen không thật cái nên thôi. Một người quen hơn năm thì hai đứa cũng quen, cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà gia đình bên bạn em thì coi tuổi thì tuổi em với người đó không hợp, rồi cấm không cho quen nữa, rồi chia tay đến hiện tại bây giờ luôn. Cái người kết hôn đầu tiên đó là được kết hôn được bao lâu? Thì ngày quen đến ngày chia tay, cưới luôn mới chia tay được hơn 2 năm chị. 2 năm mà có được cháu nào chưa? Dạ chưa. Lý do tại sao chia tay? Thì tại tuổi không hợp với gây... Tuổi không hợp sao lấy nhau chi, đám cưới chi? Tại hồi đó thì thương thì... Lấy đại luôn? Cưới, rồi sau rồi về mới tính biết là không hợp. Lúc đó là nhiêu tuổi? Khoảng 30 chị. 30. Dạ. Cũng chín chắn rồi mà không tìm hiểu cho kỹ. Rồi là coi như ở không mấy năm rồi? Cũng hơn năm. Hơn năm rồi. Em muốn tìm một mẫu người tương lai của mình, một người đàn ông dạ, như thế nào? Em tìm một người bạn trai, nói chung là tính tình thật thà, biết chăm sóc gia đình, biết thương em và thương con em và thương ba mẹ của em. Không sống về gia trưởng trong gia đình và không bắt buộc em là phải thế này thế nọ kia theo anh ta. Vậy thôi. Dạ. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Có tiêu chuẩn là gì không? Chiều cao 1m68. Phải đúng 68 hả? 67 dạ, rưỡi đâu không? Lý do tại sao mà chọn 1m68? Tại vì em thích cái số đẹp hả? Số đẹp. Trời đất ơi, cao mét nhiêu em? 1m65 chị ạ. 1m65 à? Trời. Thí dụ ta dao động từ 1m65 đến 1m70 hay gì sao khẳng định vô chúng luôn 1m68 hay gì? Không, thì em chỉ thích là cái số thôi. Nhưng chắc thì quan trọng là hợp hay không do hai người chị. Đúng rồi. Thật, thấy còn mình thì sao? Có tiêu chuẩn như yêu đưa ra cái tiêu chuẩn yêu cầu dạ, không, như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì người phụ nữ là hiền dịu và biết quan tâm lo lắng cho gia đình được rồi chị. Không ăn chơi đua đòi xe xua theo bạn bè nhiều quá. Chị hỏi nghiêm túc nè, với công việc của bạn gái nè, mỗi tối bạn gái phải đi làm như vậy. Tiếp xúc với nhiều người, có thể là cũng tiếp xúc với đàn ông, bán bia chủ yếu bán cho đàn ông. Em có ngại gì không? Cái chuyện đó chuyện công việc mà chị. Trừ công việc thì mình biết như vậy mình nói, nhưng mà mình đừng có đi quá đà được rồi. Rồi. Thường thì mấy giờ thì em về đến nhà? Dạ em là 9 giờ rưỡi à. Ồ cũng sớm mà, đi bán đi cũng sớm dạ. Đâu phải 11, 12 giờ đêm. Dạ, cũng tại sớm. Vì em làm ở công ty thì đúng giờ quy định của công ty đưa ra. Tốt. Bây giờ bà đâu coi hình coi, cho chị mượn hình coi. Ngầu quá ha. Lựa đi, mỗi người một tấm một thôi để cho dễ lựa, đưa nhiều quá anh ta rối. Có ảnh chồng á, có em ở chồng á. Cho một cái gợi ý cho đối phương có thể dễ nhận ra mình. Em gái cho gợi ý trước, một cái gợi ý thôi. Anh xem trong hình là trong đó là 4 người. Em là bên em là... Thôi, đừng có chỉ, ta chỉ gợi ý thôi chứ chỉ luôn còn gì nữa. Có gợi ý gì cho cổ không? Em khỏi gợi ý luôn chị, khỏi cho tự luôn. Tìm chị. Hai bên làm khó nhau, tự chọn đi. Em thích anh nào? Em thích anh này. Lý do tại sao thích anh này? Tại em thích mẫu người bạn trai tròn, tròn người. Nghĩa hả? Dạ. Thích tròn hả? Dạ. Đâu, em nào? Lý do sao chọn em đó? Thì theo cái tuổi, cái tuổi gì? Tuổi người ta lớn tuổi hơn mình dạ, luôn đó. 40 tuổi lần đó. Em nghĩ chắc người này. Chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn may mắn lần sau. Dạ, và bây giờ thì hãy nhìn vào cửa trái tim ha. Chị Tường sẽ mở cửa ra. Dạ. Mình xem coi cái sự chọn lựa của mình đúng hay không nha. Cầm hình lên và so sánh đi các bạn.
xài bé không ai trúng hết. Đó, chị đánh cửa để tim mình mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Nói chung là nhìn thì rất là dễ gần và dễ mến. Nói chung là rất hiền. Trời ơi, tôi nhìn mặt, tôi nãy giờ tôi thấy dữ cũng chết luôn mà bác la hiền. Hồi nãy giờ chị nhìn mặt mà chị định hỏi ảnh á, em bán trà sữa có khi nào em bán ế tại học sinh á, nó nhìn mặt em nó sợ không? Nó thấy chú mặt chú nghiêm quá. Có ai nói vậy chưa? Dạ chưa chị. Người ta nói em hiền hay nói em dữ? Nói em hiền luôn. Hiền hả? Mà em thấy em hiền hay em dữ? Em tại mặt với cái hết cái đầu kiểu vậy thôi chứ tay trong hiền. Hiền khô à ha? Dạ. Rồi khi cánh cửa đó tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Thì nói chung thì nhìn bạn đối diện thì cũng được, cũng ấy, cũng nhìn dễ nhìn. Rồi. Dạ, ấy là cảm ơn quà. Dạ, em cảm ơn anh. Thì em tặng anh một món quà, nói chung là một cái món quà nhỏ. Rồi. Và một cái gọi là cái ví để nếu mà chị nói mà anh và em hợp với nhau thì mình có thể mình đựng tiền chung. Rồi, ok, cảm ơn. Hay quá. Đựng tiền chung là mình hợp lý luôn đó. Cô này thông minh ghê. Được thôi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn trò chuyện tâm sự riêng với nhau ha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại, mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Đây là món bò kho bánh mì nè, rồi có một dĩa bánh trái cây chè rất là hấp dẫn. Bò kho bánh mì với vị cay của ớt nè, vị giòn của bánh mì và vị thơm béo ngậy của bò kho được kết hợp rất là khéo léo. Hai bạn hãy dùng ngon miệng và trò chuyện với nhau hết sức tự nhiên nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Xin mời hai bạn. Em mời anh. Dạ, mời. Anh thường thường là anh ở xa không? Anh ở trên Củ Chi luôn. Củ Chi. Thì em cũng có một cô bạn không ở Củ Chi luôn. Mà nói chung anh ở vậy rồi, nói chung là cái công việc của anh á, mà anh bán trà sữa vậy đó thì là cũng là trên chợ đúng không? Ở phía dưới đây à? Bán trên Củ Chi luôn, gần nhà luôn. Thì giả sử bây giờ anh quen, chú chung là anh quen với em thì nhà em thì nói chung thì ở quận Tân Phú. Thì lúc anh đi đường xa anh có trở ngại cho anh cái gì không? Ví dụ xa xôi thì nó không quan trọng, quan trọng mình có muốn đi không. Nếu khi đã muốn thì ở đâu cũng đến được. Dạ. Còn khi đã không muốn thì có ở gần nhau cũng đến được. Rồi thời gian anh trong công việc như vậy thì anh rảnh vào một tuần lễ là anh rảnh vào ngày nào? Nói chung thì buôn bán thì thời gian rảnh thì cũng có, thì muốn khi nào nói trước thì thu xếp là được ok hết rồi. Thế mình làm dạng mình cũng làm tự do mà. Ba mẹ anh vẫn là nói chung là có khó tính lắm hay không, một khi mà biết em làm trong cái công việc, nói chung là em làm bên công ty bia đó, thì ba mẹ anh có nói chung là có cản trở một vấn đề cho anh hay không? Thì nói chung cái công việc thì nó không có, ba mẹ nó cũng không có khăn gì hết, chỉ chủ yếu là công việc đàng hoàng không, mình không làm bậy bạ vi phạm pháp luật là ok. Sở thích của anh là có thích đi một tuần là hạn như là đi chơi xa đồ á, anh có thích không? Không, thì cái sở thích của anh là cái đam mê là thích đi phượt mà. Đi phượt bằng xe máy đồ. Sở thích của em thì thích đi chơi xa, chẳng hạn như đi biển. Đó, với lại thì nói chung là anh có nhậu nhiều không? Không, nhậu thì không. Không nhậu. Hút thuốc. Hút thuốc thì có. Có. Rồi nói chung là đỏ đen. Không, không có. Lăng nhăng. Không có luôn, mấy chuyện đó thì không. Ăn miếng đi, vừa ăn vừa nói chuyện chứ, để chương trình hẹn ăn trưa mà lên nói chương trình không cho ăn cái gì. Đúng không? Dạ. Hẹn hò được gì chưa? Có khai thác được thông tin gì chưa? Nãy giờ cũng nói chuyện bình thường chị. Đâu, tôi thấy bên đây liên tục bên đây. Bắn liên tục. Bắn liên tục bên đây im gu. Sao em nãy giờ thấy ổn ổn gì không? Có cái gì bất dạ, ổn không? Dạ em nói chung là em thấy anh ít nói. Nhiều khi anh nhường em nói chứ anh đâu có ít nói đâu. Cái công việc của em là phải nói chung là gọi là chăm sóc khách hàng. Ừ. Thì phải nói nhiều. Thì giờ người nói phải người nghe chứ. Nếu ổng nói luôn nữa. Bây giờ rồi. Là em ngưng nói cho tới anh đi. Đó, tới anh là hai ba vô. Giờ muốn hỏi gì hỏi đi, có tôi ngồi đây tôi làm trọng tài cho nè. Đối với em thì cái quan niệm gia đình như thế nào? Em thì gia đình em thì ba mẹ ở một mình em thôi. Nếu mà lập gia đình thì nói chung là ở gần gần ở đó thì nhiều khi có thể qua lại chăm sóc ba mẹ. Nếu em như không có làm dấu được. Hai đứa tìm hiểu mà cảm thấy được thì thời gian thì bao lâu mới được? Thì nói chung thời gian thì em cũng sẵn sàng chờ đợi.
anh nói ra nếu mà mình hợp với nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Thì cái đó là tất nhiên, thì muốn tiến tới một cái hôn nhân gia đình thì cũng phải một cần có một thời gian tìm hiểu nhất định. Nói chung là đàn ông mình chủ động đi. Dạ. Chứ người ta đâu có cầu hôn mình được đâu. Nhưng dạ, mà người ta là tâm lý là sẵn sàng. Dạ. Nhưng mà đủ sự yêu thương, đủ tình yêu, đủ sự chắc chắn an toàn thì người ta sẽ ok. Hôm nay đến với chương trình thì là nãy chị ra ngoài chị thấy là có người nhà. Dạ, người nhà đúng không cơ? Là cô dạ. Ruột hả hay là dạ, cô ruột đến dạ. Thì chắc là phải mời người lớn vào để xem ta có cái suy nghĩ, có quan sát, nhận xét gì về hai bạn ha. Dạ mời cô ạ. À, trời ơi cô mặt hiền quá. Dạ chào cô. Cô chào chương trình, cô chào MC. Thấy cháu bên đây tuy nhỏ tuổi nhưng mà thấy cứng lắm đó, thấy già lắm, tưởng muốn mớ. Bé Linh thì nó con nhưng mà con đã lớn rồi, nếu mà hai đứa mà hợp nhau đến nhau thì sanh con thêm thì con ở với ông bà ngoại cũng được. Dạ. Thì Linh giờ nó ra nó buôn bán làm ăn với con cũng giỏi nữa, Linh nấu ăn cũng giỏi lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà cơ bản nếu mà cô nhìn thấy hai cặp đôi này cô thấy như thế nào ạ? Cô thấy được đó. Nếu mà buôn bán thì cô thấy ok hơn. Có lời nào muốn nói với cô không nè? Thì trước tiên thì con cũng cảm ơn cô có mặt hôm nay với Linh. Nếu mà hai đứa mà có duyên với nhau thì con cũng cố gắng thì dành hết tình cảm cho Linh. Yeah. Rồi, cảm ơn hai bạn, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cô... dạ. Bây giờ chơi game show chúc cho vui ha. Mời em gái bóc một lá bài, đọc lớn lên và thực hiện yêu cầu trong này cho vui. Yêu cầu bạn nữ hãy nắm tay và hát tặng anh ca khúc lãng mạn. Wow, đúng gu luôn. Thôi nhưng mà điều mình qua bển cho cổ nắm tay đi chứ bắt phụ nữ đi qua đây hơi kỳ. Qua đây nắm tay cổ rồi nói một câu cho nó hay, cho em có thể hát tặng anh một bài không? Cặp đôi thì cô nói đúng á, về muôn bán nè, miệng ai cũng lanh, mở tiệm trà sữa quán nhậu gì cũng được hết trơn nè. Em hát tặng anh một bài Tàu Về Quê Hương. Rồi. Anh ơi đô thành, ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình sống như tiên, một con đường chánh chinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng lá bướm. Anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Trời ơi, cái bài hát gì mà nó trúng, mà nó tâm lý thấy không? Bài hát có ý hết trơn đó. Anh đi đâu thì em ở đó. Đó, rồi tới bạn nam. Từ từ, bốc thăm trước cái đã. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm ghét nhất ở đàn ông. Kể đi em cứ phả hết vô cho chị. 5 điều ghét nhất ở đàn ông. Em ghét nhất ở đàn ông là nói chung là răng nhăn nè. Răng nhăn. Ra đường thấy phụ nữ cứ liếc qua liếc lại nè. Với lại nói chung là nhậu nhẹt nhiều. Với lại là đỏ đen. Nói chung là nói chuyện thì nói chung là lúc em có ý kiến thì phải nghe em. Nói chung là em thích mà gọi là lớn tiếng. Có lớn tiếng, có gì nói với nhau đúng không ạ? Dạ. Những cái điều đó là ai cũng không thích, chứ không phải mình riêng cô này đâu. Mình thấy mình có dính vô cái điểm nào trong cái 5 điểm mà cổ mới nói đó không vậy? Có dính rượu bia chị. Có dính rượu bia. Nhưng mà không có nhiều. Chỉ thỉnh thoảng thì đi với bạn bè uống chai hai chai. Không, thật ra đàn ông phải biết chút đỉnh đó chứ, không biết cái đó buồn lắm. Chị là còn mơ lấy người chồng, em mốt tối tối hai đứa ngồi nhậu với nhau tâm sự cho vui nữa đó. Rồi thôi vậy được rồi, nhưng mà nãy giờ em lời quá. Cổ hát tặng em hai bài. Giờ em phải hát tặng lại cho cổ một bài rồi chúng ta mới quyết định là có bấm nút hẹn hò nhau hay không. Mời em. Dạ em hát bài Lại Nhớ Người Yêu. Lại Nhớ Người Yêu, rồi chơi luôn. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm lại nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Đó, hát hay gì mà giấu nghề hoài. Nãy giờ đã có nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi ha. Trên đây nó chỉ là một cái cơ hội thôi, gặp mặt thôi và cảm nhận một chút xíu cảm xúc và dùng cái lý trí để phán đoán một chút. Nếu cảm thấy đối phương được thì mình cho cơ hội mình tìm hiểu sâu hơn. Còn khi mình cảm thấy có những cái trường hợp gặp cái thấy không có điện, không có cảm xúc thì thôi, đó là tùy theo các bạn nha. Và đặc biệt mình đã là người trưởng thành, hãy ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình luôn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm.
sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu đồng ý nhấn mạnh nút, không đồng ý lấy tay ra. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Sao em mà không bấm? Tại mới bắt đầu gặp thì em chưa có cảm nhận cái lần đầu gặp chưa có cảm xúc gì hết. Nói chuyện thì cảm thấy cũng được, nhưng mà giống như chị nói là cái cảm xúc từ con tim, nếu mà mình cảm nhận được mình mới bấm, còn nếu mà chưa cảm nhận được thì chị cũng tôn trọng quyết định của em. Thế còn khi bạn trai không bấm thì mình có suy nghĩ gì, có cảm xúc gì không? Thì nói chung thì bao nhiêu như là như là anh em bây giờ có duyên thì nói chung là chưa có nợ thì mình làm bạn với nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn mà. Thật ra thì Tường cũng rất là tiếc. Thật sự thì mình cũng không hiểu nguyên nhân chính xác là như thế nào, tại sao bạn ấy lại không bấm nút. Nhưng mà đúng là một cái duyên, nhiều khi nó không phải cái duyên nợ thì họ không bấm, mà mình phải luôn tôn trọng cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mỗi người. Và thay mặt cho chương trình thì Tường vẫn xin được chúc cho hai em thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Alo chị ơi, chị Hoa à? Dạ vâng, mình chào bạn. Dạ vâng, bây giờ chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán cũng như nghề nghiệp nhá. Dạ vâng. Chào chị và chào mọi người, mình tên là Lò Thị Thanh Hoa. Mình 29 tuổi, mình sinh năm 94, mình ở Trung Tiên. Hiện tại thì mình công việc chính của mình là kinh doanh online. Chị ở đâu nhỉ? Mình ở Điện Biên ạ. Điện Biên rồi. Kinh doanh online thì chị sẽ chủ yếu kinh doanh những mặt hàng nào? Dạ mình bán mật ong rừng này, măng miến nấm, đồ đặc sản Tây Bắc Điện Biên, gạo nếp ạ. Đặc sản Tây Bắc. Rồi. Chị là một cô gái như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của mình thì mình sẽ nói điểm yếu trước nhé. Thực ra mình điểm mạnh cũng chưa biết điểm mạnh chỗ nào. Điểm yếu của mình là mình khá là nóng tính. Mình hơi nóng tính ạ. Còn nóng tính và cục tính. Nóng tính và cục tính. Còn điểm mạnh của mình thì trong mình dễ giận, nhưng mà mình cũng dễ nguôi ấy. Mình hòa đồng, không thù dai, và trong công việc thì mình rất là nhanh gọn, dứt khoát. Rồi, vậy thì nóng tính với cục tính ấy, thì thường những cái giây phút như thế này thì chị sẽ giải tỏa nó bằng cách nào? Là mình sẽ im lặng và mình đi đến một nơi mà mình thích ấy. Xong mình ngồi mình suy ngẫm hoặc nghe nhạc hoặc là uống nước để mình giải tỏa, xong rồi mình về. Chứ mình nóng tính nhưng mình không có quát mắng mọi người, không có gì hết. Mình có đập phá đồ đạc gì không? Dạ không. Rồi. Trước giờ là chuyện tình trường của mình như nào nhờ chị Hoa? Hiện tại mình là mẹ đơn thân, mình có con trai là hơn 5 tuổi. Con trai đang ở với chị? Đúng rồi, con trai ở với mình ly hôn được hơn 3 năm rồi. Ly hôn hơn 3 năm? Vâng. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu năm ạ? Mình sống với chồng mình gần 1 năm. Gần 1 năm rồi, xong rồi không hợp nhau, sẽ là ly thân được một khoảng thời gian tầm 2 năm thì mới đứt hẳn đấy. Cái lý do là sao mà sống với chồng mới 1 năm thôi mà mình đã xích mích và ly thân à? Thứ nhất là bất đồng về quan điểm, không nói chuyện, nó không hợp nhau, và cái công việc nó cũng khác nhau. Chồng mình gia trưởng ấy, gia trưởng độc đoán, với lại công việc của mình thì nó cũng nhiều lúc nó khá là nhạy cảm, nên là không được thấu hiểu cho mình ấy. Và đặc biệt hơn, quan trọng hơn là gia đình chồng mình không thích mình vì mình là người dân tộc. Người gia đình chồng mình là ở Phú Thọ, là người ở Phú Thọ ấy, là người Kinh. Còn mình là người dân tộc Thái. Gia đình chồng mình không thích mình vì mình là người dân tộc Thái, với lại là hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nữa. Nên là mình cảm thấy mình không được tôn trọng về thế này. Với lại nên là mình quyết định là mình sẽ dừng lại, chồng mình không tôn trọng. Rồi, ok, cảm ơn chị.
Bây giờ chị mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào ạ? Mình thích mẫu người là hiền hiền này, bao dung này, một bạn nào hiền lành này, bao dung, có lòng trách nhiệm và kèm theo một chút là có hài hước một chút nữa thì càng tốt. Mình rất thích người hài hước. Rồi. Về ngoại hình đi, ngoại hình chị biết sao? Ngoại hình thì không 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 quá mập cũng không quá béo, và cao hơn mình là được. Mình thì cao 1m52 thôi, thì chỉ cần bạn ấy cao hơn mình là được, còn chiều cao nào cũng được nhưng chỉ cần hơn mình là được. Rồi. Anh ấy là người vùng miền nào thì ok với chị ạ? Miền Bắc ạ. Người miền Bắc. Dạ vâng. Nếu mà bây giờ có một chàng trai ở khoảng Hà Nội thì chị có đi theo anh ấy xuống đây Hà Nội được không? Nếu mà hợp nhau, hợp duyên nhau thì mình đi được. Bởi vì thứ nhất là con mình lớn rồi, và con mình cũng có, nói chung mình cũng có tài sản, nó cũng có tài sản riêng rồi ấy. Với lại con mình có mẹ mình chăm mọi thứ rồi. Ví dụ giả sử mình mà hợp gặp có duyên mà mình đi lấy chồng xa thì thứ nhất là con mình cũng không theo mình, không, bởi vì không phải là mình không yêu thương mà là bé có một cái tự lập riêng rồi, có được cái định hướng riêng từ bé ấy. Vâng, nên là với mình thì lấy chồng ở đâu hay như nào nó không quan trọng, quan trọng là người đấy thương mình không, có lòng trách nhiệm không, gì đó thôi. Dạ rồi. Ok, cảm ơn. Chị có văn nghệ ca hát gì được không nhỉ? Mình thì hay làm hài, hay diễn hài nhưng mà nó chém gió đấy. Mình không có không mình không biết văn nghệ ca hát. Dạ vâng, hài diễn hài. Tấu hài kiểu vui vui vậy đúng không ạ? Chém gió hài hài á. Mình hay Không quay đó TikTok hài. hài hài ấy, thì mọi người cũng bảo là nghe nó hay, còn cũng khó tả. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị Hoa nhiều nhé. Hôm nay là cái buổi đầu tiên để mà làm quen chia sẻ. Thì có gì tìm được người phù hợp thì chương trình cũng sẽ liên hệ với lại chị ha. Dạ vâng ạ. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị Hoa. Vâng. Dạ, chào chị. Rồi, xin chào chị ha. Bây giờ đầu tiên xin mời chị giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình giùm em ạ. Chị là Bùi Thị Dược, em quê quán thì ở Hòa Bình, hiện tại thì mình đang là giáo viên và đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh ấy. Chị tên gì à? Đọc lại giùm em ạ. À. Bùi Thị Dược em. Bùi Thị Dược hả chị? À đúng rồi, em nghe rõ không? Chị nói lớn là giùm em tí nha, em đang nghe không rõ, em mới hỏi lại. Rồi cho em À hỏi chị sinh năm bao nhiêu ạ? À? 79 em. Rồi chị gốc Quảng Bình hả, mà đang làm ở Sài Gòn. Chị làm ở đâu ạ? Hòa Bình em. Chị đang Dạ. làm ở Quận 3. À, chị là giáo viên cấp mấy ạ? À? Đang làm cho cái mầm non đấy. Dạ. Là chị đã chuyển vào đây hộ khẩu luôn chưa hay là còn ở ngoài quê á chị? À chưa, hộ khẩu mình vẫn ở ngoài quê. Dạ, vậy có dự định về quê không? Không, mình ở trong này À, dạ rồi. Ok chị, bây giờ mình chủ động mình chia sẻ giùm em điểm mạnh, điểm yếu nè, rồi cái đường tình duyên của chị. À, đường tình duyên lưu ý giùm em là chia sẻ cụ thể nha. Mình lý do làm sao mình chia tay, mình tâm tư, tình cảm mình nói ra để tụi em hiểu ha. Rồi à. à, đúng rồi chứ đừng có nói à, tại chị không muốn nhớ tới nên chị không nói đâu thì chắc chết. Và tụi em biết để tụi em tìm cái người tiếp theo cho chị được tốt hơn thôi. Ở đây thì có ekip ekip của chương trình thôi chứ không có ai hết, nên là chị cứ thoải mái để chị chia sẻ ha. À rồi. Rồi em mời Thì chị ạ. mình thì nói chung là điểm mạnh của mình thì mình hay giúp đỡ mọi người, còn điểm yếu thì mình nói chung là chưa đám đông thì mình hơi nhút nhát một tí, không được tự tin cho lắm. Với lại thì có nghĩa là hay quên thế thôi. Còn về mặt tình duyên thì mình có nghĩa là mình cái mối tình trước của mình với ông xã thì kiểu bất đồng quan điểm, em không có quan điểm chung, cùng quan điểm chung ấy. Với lại người Bắc ấy, người Bắc ấy thì người ta hay gia trưởng, với lại là kiểu người ta hay lăng nhăng gái gú này kia đấy. Là chị đã từng kết hôn chưa chị? Rồi em À, chị chia sẻ về cái hôn nhân đó luôn giùm em ha. Ly hôn năm nào rồi ở với nhau bao lâu, có con hay không? Cụ thể ra luôn ạ. mình có một bé gái, năm nay thì cháu 21 tuổi rồi.
Mình ở với nhau thì được 6 năm và ly hôn là 2006 luôn. Lý ra ly hôn thì có nghĩa là hai người không cùng quan điểm, mà tại ông xã ít tuổi hơn mình ấy. Ít hơn nhiều tuổi không chị? Ít hơn 2 tuổi em, lại kiểu như là người ta bất đồng quan điểm, người thì ở nhà không đi làm việc xã hội, người thì ra xã hội ấy, thì nó không có cùng quan điểm ấy, sai lệch như kia thì nó hơi khó sống một tí. Chị ly hôn là được mấy năm rồi chị? Từ năm 2006 em. Rồi vậy thì 06 tới nay cũng lâu rồi mà, chị có tìm hiểu người nào nữa không? Có tìm hiểu một anh bộ đội nhưng mà anh vừa mất cách đây hơn một năm do là anh bị ung thư ấy. Dạ. Xong lại từ lần đấy rồi cảm thấy nó buồn quá, chắc chở quá nên để thôi dừng lại. Nhưng mà quen bao lâu, quen anh bộ đội lâu không? Có quen được một năm rưỡi em, nghĩa là từ cái đợt Covid đấy. Dạ. Hết Covid xong một cái là phát hiện anh phát hiện là bị kiểu như là xơ gan ấy. Thế xong được có 3 tháng sau là mình vào Sài Gòn, kiểu đưa cuốn vào Sài Gòn, không như mình ở trong này đâu, vào cho cuốn học trong này ấy. Thế ở ngoài kia thì bảo là anh nằm viện rồi. Được 2 ngày sau thì bảo vào phòng cấp cứu thì bảo là anh mất. Thì hỏi ra thì bảo là ung thư, nhưng mà lâu anh không ân dấu, anh không cần biết ấy. Rồi, thế bây giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào ạ? Mình muốn tìm một người có công việc ổn định, nhưng mà lại biết quan tâm gia đình, đừng có lăng nhăng là được. Rồi ngoại hình thì sao chị? Tuổi tác, quê quán, công việc luôn. Công việc thì nói chung là có công việc ổn định là được em, mà phải có nhà có cửa ấy. Có nhà cửa trong Sài Gòn hả chị, hay ở quê được không? Có được, quê đâu cũng được em, nghĩa là có nhà có cửa, có cửa. Mà nói chung là ưu tiên, ví dụ này ta được ăn bộ đội thì tốt quá, chị lại thích máu người ông bộ đội cơ. Dạ dạ bộ đội thì đang không có đâu nha chị ơi, nói luôn cho chị biết, bộ đội thì tìm ở ngoài giùm em, chứ bộ đội hồi xưa mình cũng có làm, nhưng mà nó là những số quân đội được đặt hàng mới làm chị ha, nên à là hiện tại là không có, nên chị đừng hy vọng. Em à nói luôn. rồi cảm ơn em, rồi thấy nghiêm túc hơn đấy, để mời anh Dạ đúng rồi. mình thấy mình thích mọi người nghiêm túc ấy, chứ còn người quen mấy người ấy thì cũng hơi sợ sợ em ạ. Tại vì lên chương trình chỉ biết là ở trên này thì người ta ấy là, nhưng mà làm sao nhiều người cũng giả tạo lắm em. Cái đó chị phải tìm hiểu thôi, ở bên ngoài hay trên truyền hình cũng vậy chị. Mình phải có cái sự tinh tế, mình tự mình học cái cách để mình tìm hiểu người khác, chứ chị đâu có bắt người ta không lừa chị được đâu. Đúng không? Chị Thì tìm hiểu cũng nói vậy chung thôi, chị đã có kinh nghiệm hơn người ta rồi, một cuộc hôn nhân, một mối tình rồi, thì mình rút ra được cái gì để mình tìm hiểu chứ. rồi Thậm chí là chương trình tụi em làm có giấy tờ hẳn hoi đảm bảo với chị giấy tờ, nhưng mà chắc gì mấy người đó không có vợ bé, vợ hai, vợ năm, đúng không? Tụi em không chị đảm bảo vấn đề đó nha. Tìm hiểu rồi là phần của chị, cho nên là chị hãy mình học cái cách tìm hiểu, chứ mình đừng có mong là điều đó không tới với mình, ai cũng gặp hết trơn á thì nha chị đấy nha. rồi Đó cảm ơn rồi em. vậy thì nên em mới hỏi là cái mong muốn của chị là cái gì á, ví dụ bây giờ anh đó làm tài xế bảo vệ được không, hay là chị muốn phải dân trí thức, hay là như thế nào? Còn cái quân đội nó cũng chưa có phải là cái quyết định về cái nhân cách đâu chị nha, nhiều người quân đội nhưng mà cũng tùm lum lắm, không phải ai Đúng cũng vậy đâu. rồi. Chị hơn chị Ơi. gặp nhiều khi cái người ok, thì cái chị nghĩ cái hình ảnh đó nó mang cái đó, tại vì em làm chương trình đủ thứ kiểu luôn á, nên nói cho chị biết kinh nghiệm chút xíu. Dạ À rồi rồi. Em ơi, né tài xế với lại ấy ra nhé, bảo vệ ra. rồi còn lại thì những cái ngành khác được hết đúng không, Được hết rồi. rồi chị theo chồng được đúng không? Được các bạn. Theo chồng ở đây là về Bắc đồ cũng được chị ha. Được rồi. Người Bắc cũng được rồi, ok chị còn yêu cầu gì nữa không ạ? Thế thôi em ạ. Cái vấn đề anh đó ly hôn thì sao chị? Không phải chấp nhận em, tại vì mình đã ly hôn rồi mà. Đúng rồi, ok chị, rồi Ok được rồi, nếu được chọn thì bên em liên lạc lại cho chị sau ha, em cảm ơn em. chị. Rồi, cảm ơn dạ em. dạ dạ Chào em. Cá tin chưa ha? Dạ vâng ạ. Rồi mình để làm sao để bên chương trình có thể thấy rõ mặt của mình nha, và một nhóm ở đây chỉ là biên tập và sản xuất của chương trình thôi. Dạ vâng ạ. Áo đâu Rồi không đâu. rồi mình ok chưa ạ? Xung quanh mình là có nhiều người lắm hay sao bạn? À tại em đang ở trong văn phòng á. Dạ rồi, chị.
Rồi ok, ở đây thì chỉ có biên tập và sản xuất của chương trình thôi, cho nên là em cứ thoải mái vui vẻ chia sẻ ha, nhìn thẳng vào camera điện thoại, tại vì tụi chị cũng sẽ quay là một cái đoạn clip ngắn á, nên là cứ vui vẻ chia sẻ nhé. Ừ, để cho chị thấy rõ mặt em xíu đi, để đẩy điện thoại hơi hơi xa xa tí. Dạ rồi. Rồi ok, mời em giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Đóng cửa em chị cái. Chị đợi em một chút xíu nha. Dạ, em nghe rõ rồi chị ạ. Rồi mời em bắt đầu luôn nha. Vâng. À, hiện tại là em đang ở Long Thành, Đồng Nai. À, Em ơi, cái khúc mà em giới thiệu đầu nó bị mạng yếu á, đứng á. À, em giới thiệu về họ tên tuổi lại nha. dạ rồi, bắt đầu lại chị hả? Đúng rồi. À, xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Lê Thị Tị. À, em sinh năm 1989. À, hiện tại em đang ở tại Long Thành, Đồng Nai. À, công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Tị của mình là y dài y ngắn ta? Y dài ạ. Ừ, rồi. Nhân viên văn phòng cụ thể là mình làm về gì? Ừ, em đang làm, hiện tại em đang làm nhân viên thu mua tại công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài. Rồi, ok. Mình làm như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình thì như thế nào? Hiện tại thì thu nhập của em thì tầm khoảng trên 10 triệu chị. Rồi, ok. Bây giờ mời bạn nói về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Và điểm mạnh của em thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng, thích giao lưu với tất cả mọi người. Cũng thích hát, thích du lịch. Chà, thích hát, thường thích hát thể loại gì? À, em thì thích vào bolero. À, hát thử một đoạn cho mọi người cùng nghe đi. Hát luôn hả chị? Đúng rồi, hát luôn mấy câu thôi, đoạn ngắn thôi. Điện thoại nghe quá em không thuộc lời. Trời ơi, mấy câu thuộc, mấy câu tủ thôi. Để xem thử cái sự chủ động của mình á. Chị em phải hỏi với chị đại em một xíu được không? Rồi vậy thì để chia sẻ tiếp đi ha, rồi cuối cùng là mình kết thúc bằng một câu hát nào đó cũng được. Vâng. Về cái chuyện tình trường của mình thì như thế nào? Trước đây trải qua mấy mối tình rồi, quen bao lâu, sao mà chia tay, mình chia sẻ nha. Thì mối tình của em thì thời sinh thời học sinh thì đó là cái thời khoảng học sinh thì mình không nói, nhưng mà sau khi trưởng thành thì em có một cái mối tình cũng kéo dài rất là lâu, cũng khoảng gần 10 năm. Nhưng mà sau khi mối tình đó em quen ở tại thành phố, trong cái quá trình đi làm và học tập tại thành phố, sau đó thì em đi về quê. Dạ, thì khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian lâu dần thì nó sẽ tạo ra nên một cái khoảng cách chung giữa hai người. Thì em thì cũng do tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình nhiều hơn, cho nên là dẫn tới là cái tình cảm nó không được vun đắp, và nói chung là tụi em chia tay trong hòa bình. Dạ. Rồi là bao lâu rồi mình không quen ai? Em ạ, Bao lâu rồi là mình không quen ai? em khoảng 3 năm rồi ạ. Ví dụ mình làm ở trong công ty thì không có đối tượng nào phù hợp hay sao? Dạ, chắc là tại vì do công việc, cái tính chất công việc của em á nó cao, và giống như là em cũng sau khi xảy ra cái vấn đề là chia tay, cho nên là em cũng sống rất là thiên về nội tâm nhiều hơn. Rồi bây giờ là mình mong muốn tìm kiếm một người như thế nào để phù hợp với mình? Thì nói chung là cái này thì em thì không có đòi hỏi gì cao, chỉ quan trọng là người đó
cũng tính tình thì cũng vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm tới người khác, biết lắng nghe và thấu hiểu về cái người bạn gái của mình nhiều hơn. Về ngoại hình thì như thế nào? Ngoại hình? Ngoại hình thì em không yêu cầu, tại vì nói chung là quan trọng là tính cách có hợp với mình hay không, chứ còn ngoại hình thì cao thấp mập ốm như thế nào á, cao thấp mập ốm sao á? Chị đang nói về chiều cao luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi chứ, đúng rồi. Tại vì chị sẽ gặp cái chàng trai đây trước cho em mà. Dạ, thì chiều cao thì em chỉ không quan trọng lắm, chỉ còn 1m6, không dưới 1m6. Rồi. Dạ, nói chung là vừa rồi khoảng chừng 65-70kg, không mập quá, cũng không ốm quá. Ừ. Còn em là mình là chiều cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Em là 1m59, nặng 63. Ừ. Rồi, ok. Rồi là tuổi tác, vùng miền của người này như thế nào? Dạ, miền Nam chị, miền Nam. Hoặc là nói chung là ở Đồng Nai hoặc là Hồ Chí Minh thì được. Rồi. Tại vì em còn mẹ cho nên là em không thể nào đi xa được. Ừ. Rồi, tuổi tác, công việc thì mình có yêu cầu gì không? Cái này là mình yêu cầu là mình cứ đặt ra hết luôn nha. À, dạ, công việc thì nói chung là cũng là công việc nhân viên văn phòng. À, nói chung là công việc thì cũng không có đòi hỏi gì cao, chuyện cũng để đảm bảo được cuộc sống của mình, không lệ thuộc vào ai. Ừ, rồi, ok. À, giờ đã bình tĩnh chưa? Có thể ca hát này kia được chưa? Hát thử nghe coi chất giọng của mình như thế nào ha. Rung quá làm sao hát rồi chị. Rồi em, vậy em cứ hát chị ha. Rồi mời mình bắt đầu luôn. Dạ. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước riêng mình bên lo, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vai, mong thấy ai mỉm cười, làng môi xinh tuyệt vời, để rồi buông ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Yeah. Rồi, ok, cảm ơn chị Tị ha. Thì có gì mình đợi thông tin từ chương trình nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, mình cắt xong rồi đó, mình có thể thoát ra cuộc gọi được rồi. Dạ, xin chào chị.